Một cậu bé da đen 11 tuổi đã gọi 911. Cảnh sát đã đến và bắn cậu ta, mẹ cậu ta kể lại. Một cậu bé da đen 11 tuổi không có vũ khí ở Mississippi đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn sau khi cậu gọi 911 để báo cáo về một vụ xáo trộn trong gia đình nhằm cố gắng bảo vệ mẹ mình. Luật sư của gia đình cậu cho biết, gia đình của Adrian Murray và cộng đồng ở Indianola, Mississippi đang kêu gọi sa thải viên cảnh sát đã bắn cậu bé vào sáng sớm thứ Bảy vừa rồi. Adrian đã được xuất viện hôm thứ Tư sau khi được đặt máy thở và ống lồng ngực vì xẹp phổi, gãy xương sườn và rách gan. Carlos Moore, luật sư đại diện cho gia đình, nói với bên điều tra. Ông Moore cho biết cậu bé được mẹ đưa cho một chiếc điện thoại di động và yêu cầu gọi cảnh sát trong một vụ gây gổ trong gia đình liên quan đến cha của một đứa con khác của bà. Sau khi đứa trẻ gọi 911, một sĩ quan cảnh sát Indianola, người được luật sư xác định là Greg Cabers, đã nổ súng khi đến nhà vào khoảng 4 giờ sáng, Moore nói. Khi Nakala Murray, mẹ của cậu bé, nói với viên cảnh sát rằng không ai trong nhà có trang bị vũ khí cả, viên cảnh sát vẫn hét to lên rằng bất cứ ai trong nhà hãy giơ tay và bước ra ngoài, Moore nói. Theo gia đình và Moore, mặc dù bé Adrian đã tuân thủ mệnh lệnh của viên cảnh sát và giơ tay lên, nhưng Cabers đã bắn thẳng vào ngực của cậu bé. Lời nói của cậu bé trong nước mắt. Tại sao chú đó bắn con đã làm gì sai, và nó bắt đầu khóc. Mẹ của cậu bé kể lại trong một cuộc họp báo vào đầu tuần này. Hội đồng Alderman của Indianola đã bỏ phiếu trong tuần này để cho Cabers được nghỉ phép hành chính có lương, trong khi vụ việc đang được Cục Điều tra Mississippi điều tra. Không rõ liệu anh ta sẽ phải đối mặt với kỷ luật bổ sung hay có thể bị sa thải hay không, nhưng hiện tại không có lời biện minh nào cho những gì viên sĩ quan này đã làm, Moore nói với The Post. Adrian suýt mất mạng vì hành động liều lĩnh của viên cảnh sát. Cả Cabers và cảnh sát trưởng Indianola Ron Sampson đều không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận vào sáng thứ Năm. Sở cảnh sát Indianola đã xác nhận với CNN rằng Cabers là sĩ quan liên quan đến vụ nổ súng. Sampson nói với tờ Enterprise Journal ở Macomb, Mississippi rằng vụ nổ súng là cực kỳ bi thảm cho cả hai bên. Bailey Martin, người phát ngôn của Cục Điều tra Mississippi, nói với tờ Post rằng cơ quan này không bình luận gì về vụ việc, nhưng họ sẽ chia sẻ những phát hiện của mình với văn phòng tổng chưởng lý Mississippi sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Vụ bắn chết cậu bé 11 tuổi là một ví dụ khác gần đây, trong đó cảnh sát đã đáp trả cuộc gọi 911 bằng cách nổ súng mà không có lý do, hoặc nổ súng không đúng địa chỉ. Vào tháng 4, các sĩ quan cảnh sát ở Farmington, New Mexico đang đặt một câu hỏi liệu họ có ở đúng nhà không lâu trước khi họ bị bắn chết. Một chủ nhà có vũ trang tại địa chỉ hóa ra là sai địa chỉ. Theo video camera gắn trên người của Robert Dawson, 52 tuổi, bị giết vào ngày 5 tháng 4 khi các sĩ quan đến nhầm nhà để đáp ứng một cuộc gọi bạo lực gia đình, ba sĩ quan đã nổ súng, đã bị cho nghỉ hành chính có lương và một vụ hỗn chiến giết người, chết người đang được cảnh sát bang New Mexico điều tra. Theo cơ sở dữ liệu của tờ The Washington Post, đã có 1.079 người bị cảnh sát bắn chết ở Hoa Kỳ trong 12 tháng qua. Cho đến nay, 407 người đã bị cảnh sát bắn chết vào năm 2023. Cơ sở dữ liệu cho thấy, mặc dù một nửa số người bị cảnh sát bắn chết là người da trắng, nhưng người Mỹ da đen bị bắn với tỷ lệ không cân xứng. Họ chiếm khoảng 14% dân số Hoa Kỳ và bị cảnh sát giết với tỷ lệ cao hơn gấp đôi so với người Mỹ da trắng. Vụ việc bắt đầu khi cha của một trong những đứa con của Murray đến nhà cô Indianola vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy. Với hành động giận dữ, cô nói với các phóng viên hôm thứ Hai, cô ấy lo lắng về hành vi của người đàn ông và sợ điều gì đó có thể xảy ra, vì vậy cô ấy muốn dừng lại ngay đó. Bằng cách nhờ con trai gọi 911 và bà của anh ấy, cô ấy nói trong một cuộc họp báo, cô cho biết con gái và cháu trai 3 tuổi của cô cũng ở trong nhà vào thời điểm đó. Cậu bé gọi cảnh sát và nói rằng mẹ anh ta sợ, nhưng người đàn ông đó không có súng, Moore nói. Khi Cabers đến ngôi nhà trên đường BB King, viên cảnh sát đã gõ cửa trước khi anh ta bắt đầu xông vào. Luật sư cũng nói với tờ CNN sau khi Murray nói với viên cảnh sát rằng không có ai được trang bị vũ khí. Người mẹ nói với các phóng viên rằng con trai bà nhanh chóng di chuyển vào phòng khách với hai tay giơ lên. Cô nhanh chóng nhận ra con trai mình đã bị bắn. Anh ấy đến từ một góc phố và nó diễn ra ngay lập tức, cô ấy nói trong một cuộc họp báo, đó là ngay lập tức. Cô ấy nói thêm rằng Cabers không thể biết đó là một người đàn ông, cậu bé, lợn hay bò mà sao anh ta lại bắn. Anh ấy không biết vì anh ấy bắn quá nhanh, cô nói. Ông Moore cho biết Andrea chạy vào vòng tay của mẹ và bà đã ấn vào vết thương do đạn bắn ở ngực. Murray cho biết Cabers đã giúp cung cấp viện trợ, hỗ trợ sau khi bắn con trai cô. Anh ấy bảo tôi chuyển đi, nhưng tôi không dọn đi.
Cô nói với các phóng viên, máu vừa mới chảy ra. Ông Moore cho biết cậu bé 11 tuổi đã được trực thăng đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đại học Mississippi cách đó khoảng 100 dặm ở Jackson. Luật sư lưu ý rằng gia đình không chắc cậu bé sẽ qua khỏi, nhưng Andrea hiện đã trở về nhà và may mắn được sống. Moore, luật sư của gia đình, rất quen thuộc với Capers, người trước đây được mệnh danh là sĩ quan giỏi nhất của sở. Capers đã không phải đối mặt với kỷ luật sau khi anh ta bị buộc tội sử dụng taser đối với Calvin Franklin, một thân chủ khác của Moore, khi anh ta bị còng tay vào tháng 12 theo Jackson Advocate. Moore nói rằng, mặc dù cảnh sát trưởng và thị trưởng đã xem đoạn phim do camera gắn trên người ghi lại vụ việc, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông ấy hoặc gia đình cậu bé có thể nhìn thấy nó trong quá trình điều tra đang diễn ra. Luật sư người cho biết anh ta dự định để đơn kiện liên bang vào tuần tới để có được đoạn phim. Hy vọng cuối cùng sẽ triệu tập một đại bồi thẩm đoàn về tội hành hung nghiêm trọng đối với viên cảnh sát. Chúng tôi có một cậu bé da đen trẻ tuổi, không có vũ khí bị bắn vào ngực. Capers là mối đe dọa đối với sự an toàn của cư dân Indianola, Moore nói. Anh ta phải đối mặt với một đại bồi thẩm đoàn gồm các đồng nghiệp của mình vì đã bắn cậu bé này một cách không cần thiết. Murray nhấn mạnh trong tuần này rằng những gì đã xảy ra với con trai cô ấy là bất ổn. Nếu một người không phải cảnh sát bắn ai đó, bạn biết điều đó là không ổn. Cô nói tại cuộc họp báo, khi cảnh sát làm điều đó, họ đã có được sự đào tạo và anh ta phải biết làm gì chứ. Moore nói với tờ The Post rằng, Andrea được mô tả là một cậu bé đáng yêu và tốt bụng, người chỉ cố gắng bảo vệ mẹ mình. Cậu bé sẽ bắt đầu được phỏng vấn vào thứ Sáu, Moore nói. Nhưng vụ việc và những câu hỏi xung quanh lý do tại sao cậu bị bắn sẽ theo cậu đến hết cuộc đời. Chúng tôi tin rằng cậu bé là một thanh niên mạnh mẽ và cậu bé sẽ vượt qua chuyện này, nhưng còn rất nhiều việc phải xử lý, luật sư nói. Và có lẽ cậu bé sẽ không bao giờ tin cảnh sát nữa.